khi thắp hương ai cũng nên đọc câu này để cả năm làm ăn xuân sẻ, tiền vàng ùn ùn kéo về. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, cái việc thắp hương vào ngày rằm mùng 1 hay là cái việc thắp hương hàng ngày, nó là một cái hoạt động tâm linh quen thuộc của người Việt ta. Bên cạnh cái việc chuẩn bị cái lễ vật dân cúng thì người cúng khấn cũng cần phải lưu ý nên khấn gì, cầu gì mỗi khi lên hương nhiều người cứ tiện mồm khấn với tư tưởng là trần sao âm vậy. Thế nhưng, sự thật, nếu muốn cái việc tắp hương cầu khấn nó phát huy được cái tác dụng, trước tiên các bạn phải khấn đúng bài đã. À, theo đó, không phải ai cũng biết cách tắp hương khấn phái tổ tiên đúng phong thủy là như thế nào. À, sau đây, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách dâng hương lên gia tiên để cái việc cúng bái nó không bị phạm vào những cái đại kỵ phong thủy. Nó mang lại cái hiệu quả giúp cả năm làm ăn xuân sẻ tiền vàng âm ầm, ầm kéo về. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, quý vị thân mến, cái việc thắp hương là cái nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong cái dịp dỗ chạp lễ Tết ngày rằm ngày mùng 1. Nén hương được thắp lên khi mà mọi người cảm thấy ấm lòng. Nén hương lúc này không còn là cái thứ hàng hóa bình thường nữa. Nó đã trở thành một cái sản phẩm tinh thần không thể thiếu của người dân Việt Nam. Đây cũng được xem là một trong những cách đốt vía được sử dụng rộng rãi trong đời sống của người Việt. À, cái nghi thức dân hương là tập quán mà hầu như mọi người dân Á Châu bất kể lứa tuổi nào, sống ở đâu thì cũng đều biết đến. Thắp hương đã đi vào cái đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân Việt Nam như một cái nét đẹp văn hóa truyền thống gần gũi và linh thiêng. Dù không phải là mê tín dị đoan nhưng trong tâm thức của mọi người đều tin rằng cái nén hương khi đốt lên cũng như một nhịp cầu nối tâm linh vô hình kết nối giữa hai thế giới hữu hình và vô hình. À, tuy nhiên về mặt tâm linh thì có người vẫn còn hiểu một cách mơ hồ nhất là về cái ý nghĩa của việc dân hương theo các truyền thống của ông bà thậm chí ngày nay có nhiều người còn không biết vì sao trong nhà mình lại có một ban thờ với những cái pho tượng, những hình ảnh Phật, Bồ Tát, quan Thế Âm Bồ Tát, những bậc thần thánh tổ tiên. phải chăng có một ông Phật sống ở trên ban thờ? À, thưa quý vị, trong nghi lễ Phật giáo thì hương là một trong sáu lễ vật để dâng cúng gồm có hương, hoa, đăng, trà, quả thực, tức là hương, bông, đèn trà, trái cây và thức ăn. À, tuy nhiên nhiều người không rõ về cái ý nghĩa sâu xa của việc thờ cúng Phật nên bày biện đủ thứ thức ăn, thức uống thật là phí của phí công mà lại còn làm sai lạc ý nghĩa của việc thờ cúng à, theo quan niệm của Phật giáo lòng thành thể hiện qua làn khói hương nghi ngút không cần phải cỗ cao mâm đầy thịt cá heo gà linh đình à, vì đúng ý nghĩa thì cái sự cúng Phật chỉ nên dùng hương thơm đèn sáng hoa tươi trái tốt nước trong là đủ Phật không phải ở trong ban thờ Phật không phải ở trong những cái pho tượng mà là ở trong tâm của mỗi con người chúng ta Ngoài nén hương được dùng cái ngọn lửa để đốt cháy lên thì chúng ta có thể dùng đức tin để, của mình để thắp lên những cái nén tâm hương, tức là gì? Hương từ tâm. Bởi vậy mới có năm thứ hương được dùng để cúng dường cho Đức Phật, giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát chư kiến hương. Và tiếp theo chương trình thì tôi sẽ giải thích cùng quý vị và các bạn là lý do tại sao chúng ta lại dùng thắp hương bằng số lẻ 1, 3, 5, 7 nén chứ không phải là thắp 2, 4, 6, 8 nén. À, thưa quý vị, theo các nhà nghiên cứu về tâm linh học thì cái việc người Việt Nam thường thắp ba nén hương như sau. Ba nén hương là để thể hiện cái ý nghĩa là tâm hương, tức là theo lời dân dạy của Phật Thánh Tổ Đường. Và định nhang tuyệt đối không thay lòng đổi dạ. Đối với Phật giáo, nhà chùa thì thường không đặt ra cái luật lệ nào đối với việc chúng sinh khi mà dân hương cúng Phật. Nói về cái sự khác biệt trong quan niệm về thắp ba nén hương khi mà dân cúng tổ tiên thì các đại đức cũng giải thích rằng đối với nhà Phật thì cái việc thắp hương có đôi chút khác biệt so với chúng sinh. Theo đó, người đến chùa thắp hương có thể thắp một nén, hai nén, ba nén cũng được. Sở dĩ cái điều này là do Phật quan niệm cái việc thắp hương là xuất phát từ tâm của con người. Chỉ cần tâm hướng Phật thì tấm lòng cũng được thanh thản. Vì điều này nên là nhà chùa thường không đặt ra cái luật lệ nào đối với chúng sinh khi mà dâng hương lên cúng Phật. Và cũng theo các chuyên gia về tâm linh học, thì mặc dù nhà Phật không đặt ra luật lệ chặt chẽ nào đối với chúng sinh khi mà lên chùa thắp hương, nhưng xét theo về cái văn hóa truyền thống ấy, thì người dân chúng ta nên thắp ba nén hương khi mà lên chùa là đẹp nhất. Nó tượng trưng cho sự kết nối giữa người trần với đức Phật, giúp cho tâm hồn được thanh tịnh, được trong sáng hơn. Hiện nay thì khi đi lễ chùa, chúng ta thường thấy cái biển là mỗi người chỉ nên thắp một nén nhang. Đây là cái cách mà đền chùa để tránh lãng phí, tránh gây ô nhiễm, tránh gây cháy nổ. Trong Phật giáo thì mỗi nén hương gọi là tâm hương. Tuy bé nhỏ nhưng lại bao gồm những ý nghĩa sâu sắc. Giới hương là tự nhắc nhở mình hướng thiện để tâm hồn luôn được trong sáng. Định hương tức là giữ cho lòng được yên ổn, không bị cái xấu. À, tuệ hương làm cho trí não luôn được sáng suốt để thu nhận về những kiến thức tốt đẹp. Thiện lương chi kiến hương giúp chúng ta vững tin phát triển cái năng lực trí tuệ. Giải thoát hương giúp chúng ta buông xả những cái ưu phiền, những cái ham muốn, tội lỗi. À, theo các chuyên gia về tử vi tâm linh học ấy, thì trong cái nhà Phật thì có năm loại hương đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát chi kiến hương. Năm loại hương này được phân theo cái cấp độ cao thấp khác nhau. Thấp nhất là giới hương dùng để tâm hồn con người tự chút bỏ những cái ác ma, những cái tham sân si của cuộc sống. Cao nhất là giải thoát chi kiến hương. Đây là loại hương chỉ có ở những người tinh thông về giáo lý của nhà Phật. Một lòng hướng Phật mới có được và loại hương này chỉ có ở trong tâm mỗi con người chứ không thể tìm thấy ở bên ngoài. Các chuyên gia thì cũng khuyên rằng không nên thắp hương giả tức là nhang điện hoặc là cắm vào nơi hương tóm lại thắp hương là một cái cử chỉ chứa đầy cái tinh thần cái nét đẹp văn hóa của người việt mùi hương chính là cái mùi thơm quen thuộc hàng ngày của hàng triệu gia đình việt nam là cái mùi thơm đặc biệt trong những ngày đầu năm mới trong ngày rằm mùng 1 trong những ngày đi đình đền miếu phủ chùa triển lễ phật hay là trong các buổi tưởng nhớ đến gia tiên à, chính vì thế mà chúng ta cần bảo tồn cái nét đẹp văn hóa này và tránh lạm dụng cái việc đốt quá nhiều hương làm ảnh hưởng đến cái môi trường và làm xấu đi cái hình ảnh tốt đẹp vốn có bấy lâu nay và tiếp theo chương trình tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn là khi thắp hương thì nên khấn câu gì à, quý vị thân mến khi thắp hương thì nên nói gì và khấn gì cho đúng để tỏ lòng thành kính và được tổ tiên thần phật phù hộ ngay sau đây tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đến quý vị và các bạn cách thắp hương ở nhà chuẩn nhất và những điều kiêng kỵ khi mà thắp hương xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi à, thưa quý vị đầu tiên chúng ta cùng nói về cái tư thế thắp hương các bạn cần sắp xếp các nghi lễ vật đúng cách một cách gọn gàng trên bàn thờ gia tiên rồi mới bắt đầu thắp hương à, khi cắm hương các bạn cũng chú ý về tư thế về phong thái của bản thân cần phải nghiêm trang không vội vàng và cung kính với các bậc bề trên đặc biệt là khoảng cách giữa cái vị trí mà người đứng so với bát hương không được quá xa phải vừa đủ để với tay lên dâng hương khi lấy hương các bạn cũng cần phải thận trọng nhẹ nhàng không được để hương rơi vãi nên cắm hương thẳng nếu mà thắp nhiều hương ấy, thì các bạn cần phải tách ra để hương không bị bốc cháy Và tiếp theo chương trình chúng ta cùng quay lại cái chủ đề là Khi mà thắp hương thì chúng ta nên khấn gì, nên nói gì vào cái dịp rằm mùng 1 ngày Tết, ngày lễ à, Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, Thưa quý vị, về cái ngày rằm, cái ngày mùng 1 cũng như là các dịp lễ Tết thì sẽ có cách khấn khác nhau Tuy nhiên khi thắp hương các bạn cần phải nói rõ tên tuổi của gia chủ cũng như là các thành viên trong gia đình Kế đến là cái địa chỉ nơi mà cư ngụ tiếp theo là ngày, tháng, năm, cả âm lịch và dương lịch của ngày hôm đó. Cuối cùng, các bạn cần phải khấn những cái điều mà mình mong muốn về sức khỏe, cầu tài lộc, cầu may mắn, cầu bình an và cần phải khấn với cái tấm lòng thành kính để được bề trên phù hộ độ trì. Hàng ngày khấn vái, chớ khấn nôm, cứ đọc đúng câu này thì lộc gấp 10 lần, cầu gì cũng được. Thứ nhất là văn khấn thần tài buổi sáng khi mở hàng. Kính lạy ngày thần linh thổ địa chư bị tôn thần, kính lạy ngày thành hoàng bản thổ chư vị đại vương, lại thần tài thổ địa, ông chủ gia, bà chủ đất, các phần hương linh khuất mày khuất mặt các vị tiền chủ hậu chủ con tên là năm nay bao nhiêu tuổi cư ngụ tại số nhà số đường thuộc quận tỉnh thành của Việt Nam xin bản cảnh thành hoàng ông thổ địa thần tài chứng minh cho lòng thành tâm khấn vái xin chư vị cho con được lời khẩn cầu để xin gì được điều đó mọi việc vương tròn con xin được hậu tạ hứa hẹn tạ lễ con xin thành hoàng bản địa ông địa thần tài ông chủ gia bà chủ đất cùng các hương linh khuất mày khuất mặt cùng chư vị tôn thần tiền chủ hậu chủ chứng giám cho lòng thành kính à, Khi khấn vái xong thì vái ba vái Hai là văn khấn mùng một ngày rằm Cúng thổ công và các vị thần Nam mô di đà Phật Nam mô di đà Phật Nam mô di đà Phật Con lại chín phương trời lại mười phương chư Phật Chư Phật mười phương Con kính lại ngày Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần Con kính lại ngày Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân Con kính lại ngày Bản Gia Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần con kính lại các ngài ngũ phương ngũ thổ phúc đức chính thần con kính lại ngài tiền hậu địa chủ tài thần con kính lại các vị tôn thần cai quản trong khu vực này Tín chủ con tên là gì, cư ngụ tại nơi đâu Hôm nay là ngày tháng năm Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật Kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án Chúng con thành tâm kính mời Ngày đương niên thái tuế trí đức tôn thần Ngày bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương Ngày đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân Ngày bản gia thổ địa long bạch tôn thần Cùng các ngài ngũ phương ngũ thổ Phúc đức chính thần các vị tôn thần cai quản trong khu vực này Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời, thương xót gia chủ, dáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tiến chủ chúng con, toàn gia an lạc, công việc hanh thông, người người được chữ bình an, tài lộc tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, dâng lên trước án, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Khấn xong vái ba vái. Thứ ba, văn khấn mùng 1 và ngày rằm cúng gia tiên nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật con lại chín phương trời lại mười phương chư phật chư phật mười phương con kính lại ngày hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần con kính lại ngày bản cảnh thành hoàng ngày bản xứ thổ địa ngày bản gia táo quân cùng các vị tôn thần con kính lại tổ tiên hiền khảo hiền tỷ chư vị hương linh hôm nay là ngày gặp tiết ngày rằm mùng một con nhờ ơn đức của trời đất chư vị tôn thần cùng gia tiên tiền tổ thành tâm sửa biện hương lễ hoa trà quả thắp nén tâm hương dâng lên trước án chúng con kính mời ngài bản cánh thành hoàng, chư vị đại vương, ngài bản sứ thần linh thổ địa, ngài bản gia táo quân, ngũ phương ngũ thổ, long mạch tài thần. cúi xin các ngài giáng lâm chức án, chứng giám đồng thành, thụ hưởng lễ vật. À, chúng con kính mời các cụ tổ khảo, tổ tỷ, chư vị hương linh, cùng chư vị gia tiên chứng giám, tâm thành thụ hưởng lễ vật. Chúng con lại kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ cư ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia đình chúng con luôn được sức khỏe mọi sự bình yên vạn sự tốt lành làm ăn phát đạt gia đình thuận hòa chúng con lễ bạc tâm thành trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật sau đó là vái ba vái à, khi thắp hương nên nói gì và những điều kiêng kỵ khi thắp hương à, thưa quý vị khi thắp hương các bạn tuyệt đối không được nói to gây ồn ào ở cái nơi thờ cúng không được mặc quần đùi áo sát cách và áo hai dây hoặc là ăn mặc những trang phục nó thiếu nhã nhặn À, không thắp hương theo số chẵn bởi theo quan niệm phong thủy ấy, thì những con số này là phạm phải những điều không hay không dừng hương uốn tàn hoặc hương cong tàn bởi chúng đa phần đều đã được xử lý qua cái dung dịch đơn, hóa chất khi đốt lên sẽ sinh ra nhiều khói độc gây hại à, thưa quý vị trong cái việc thắp hương ấy, thì nhiều người vẫn có thắc mắc đúng là thắp hương hàng ngày thì có tốt không à, thưa quý vị cái việc thắp hương lên ban thờ gia tiên ban thờ Phật là một cái việc làm mang cái ý nghĩa tâm linh sâu sắc Thế nhưng có nên thắp hương hàng ngày hay không ấy lại là một cái điều mà không phải gia chủ nào cũng tìm được cái câu trả lời thích đáng và phù hợp đúng chuẩn mực cho riêng mình. À theo quan niệm về thờ cúng thì cái việc thắp hương hàng ngày là cái việc gia chủ nên làm. Tuy nhiên, nếu gia chủ bận bịu không thể duy trì cái thói quen hàng ngày thì chỉ cần thắp hương vào những ngày rằm ngày mùng 1 và những ngày lễ Tết với một chút hoa quả, lễ vật dâng lên ông bà tổ tiên để thể hiện cái tấm lòng thành kính là được. Ngược lại, nếu mà có điều kiện có thời gian thì các gia chủ vẫn nên thắp hương hàng ngày là cái điều tốt nhất bởi thắp hương lên ban thờ sẽ làm cho cái không gian thờ cúng nó trở nên ấm cúng hơn làm người được trẻ nhõm hơn được nhẹ nhàng hơn và được an yên hơn trong gia đình ngoài ban thờ ông bà tổ tiên ngoài ban thờ thần linh ra táo quân ra thì nhiều gia đình hiện nay còn có ban thờ phật bàn thờ ông địa hay là thần tài dù vậy khi thắp hương ở bất cứ ban thờ nào thì gia chủ cũng đều phải ăn mặc chỉn chu chỉnh tề khấn vái một cách thành tâm bên cạnh đó gia chủ cũng nên lưu ý khi thắp hương chỉ thắp một nén hương bởi theo quan niệm thờ cúng trong dân, dân gian đấy số nén hương được thắp là một trong những cái yếu tố mang lại nhiều cái ý nghĩa tâm linh khác nhau theo đó thắp một nén hương là cái sự bày tỏ tấm lòng thành kính bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với các vị tổ tiên ông bà cùng các vị thần phật đồng thời khi thắp hương thì các bạn cũng phải thắp bằng hai tay để không thể hiện cái thái độ bất kính cái thái độ vô lễ đối với các bậc bề trên đối với các vị thần linh thần phật cao quý thứ hai là nên thắp hương vào cái thời gian nào trong ngày là đúng nhất chuẩn nhất thưa quý vị nên thắp hương vào cái lúc nào trong ngày dù là ngày lễ tết ngày rằm ngày một hay là ngày bình thường cũng là một cái câu hỏi được rất nhiều gia chủ quan tâm hiện nay bởi lẽ cái việc thắp hương vốn là một cái tập tục lâu đời đã xuất hiện và tồn tại trong tín ngưỡng văn hóa của người việt hàng ngàn năm nay vì vậy mỗi khi nén hương được thắp lên thì cũng là lúc cái sợi dây tâm linh giữa hai thế giới âm và dương được kết nối một cách sâu sắc với cái ý nghĩa thờ cúng tâm linh đặc biệt này thì các gia chủ nên chọn cái thời điểm thắp hương tốt nhất đó là vào mỗi buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tối bởi cái việc khởi động một cái ngày mới bằng một nén hương thắp lên ban thờ gia tiên sẽ khiến cho gia chủ cảm thấy an lành và tràn đầy cái sức sống. À, tương ứng với điều đó, thắp hương vào mỗi buổi chiều để kết thúc một ngày làm việc bận rộn cũng sẽ giúp cho tâm hồn của gia chủ trở nên bình an và bớt đi cái lo âu, bớt đi cái áp lực và cái sự mệt mỏi. Theo đó, thắp hương hàng ngày là cái việc gia chủ nên làm và thói quen này nó mang cái ý nghĩa cũng như là cái giá trị tâm linh rất là lớn thời gian để thắp hương hàng ngày nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái thời gian mà gia chủ có thể sắp xếp được. Theo đó, các gia chủ nên thắp hương hàng ngày vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm và vào cái buổi tối trước khi về nhà. Đó. Nhưng mà tuyệt đối không nên thắp hương sau 7 giờ tối. Bởi cái việc thắp hương muộn sẽ khiến cho những cái sinh linh, những cái vong linh đang đi lang thang nghe theo cái mùi hương mời gọi mà đến quấy nhiễu, quấy phá gia đình các bạn. Do đó, nếu mà thắp hương vào buổi tối thì gia chủ nên thắp hương càng sớm càng tốt. Đó. À quý vị thân mến, hy vọng với những chia sẻ trên đây của tôi sẽ giúp quý vị và các bạn biết cách thắp hương sao cho đúng, sao cho chuẩn phong thủy, giúp gia chủ không bị phạm đại kỵ và giúp gia chủ biết cầu cái gì, khấn gì mỗi lần lên hương trên ban thờ gia tiên hay là ban thờ Phật. Từ đó sẽ giúp gia đạo luôn được an lành, hạnh phúc, mọi sự hanh thông, tấn tài tấn lộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.